Bây giờ trên đường đi vào núi Popa, núi ở gần Bagan, cách Bagan, trung tâm thành phố Bagan khoảng tầm 50 km và khoảng 1 giờ đi xe. Chúng tôi đi bên đường có rất nhiều người ăn xin ở Bagan như này đang đứng ở đường để xin tiền. Đây thì chúng tôi đang ở cái chỗ mà để chụp hình check in. Đây là ngọn núi Popa. Popa Mountain. And Popa Pagoda. Yeah. Okay. Đây là cái ngọn núi Popa cũng như là đây là cái ngôi đền Popa rất nổi tiếng ở Bagan. Và nếu như ai đến một lần thì cũng sẽ phải ghé thăm cái này nếu như có thời gian. Thì từ trung tâm thị trấn thì là sẽ phải đi xe minivan khoảng tầm 1 tiếng để đi tới cái núi này. Đây, hiện tại thì chúng tôi đang ở cái chỗ mà để nhìn lên cái núi Popa. Đây là anh tài xế mà chúng ta bắt được từ sáng giờ. Anh ấy đèo chúng tôi từ bến xe đi về Bagan, xong rồi từ Bagan là chúng tôi gọi tiếp anh ấy để đi cái núi này. Popa, say something. Say something. Everybody come in Bagan. Come in Bagan. Yeah. And call you. For? Call you. Yeah, they call me. Nếu như ai đến Bagan thì có thể liên hệ với tôi để tôi cho cái liên lạc của cái anh An An này, anh rất là nhiệt tình. Thì đi từ Bagan về đến cái núi Popa này là khoảng tầm 50 km. Thì mất khoảng tầm bao nhiêu ngàn nhỉ? 54.000 kiat. Khi mà leo cái đền Popa này, nó cũng là ngọn núi Popa luôn, thì chúng ta sẽ phải cởi hết, cả nam cả nữ cũng phải cởi hết tất, cũng như là giày, dép, và hoàn toàn là đi bằng chân đất để leo lên 777 bậc thang này để lên với cả đền Popa. Cũng đây là ngọn núi Popa. Đây là trên đường đi lên đỉnh Popa. Đây là những bước chân cuối cùng, những bậc thang cuối cùng để lên đỉnh núi Popa. Ở trên này chúng ta có thể thấy toàn cảnh của Bagan. Tít ở xa kia. Đây là những con khỉ ở đỉnh Popa. Khi mà leo cái đỉnh Popa này thì các bạn phải cẩn thận với những con khỉ này về đồ của mình, vì nó gọi nó có tên là khỉ dạn này. Các bạn nên cẩn thận với đồ đạc của chúng. Đây là toàn cảnh ở trên đỉnh Popa, cũng như đây là cái ngôi đền Popa. Một ngôi đền rất là linh thiêng ở Bagan và được rất nhiều người dân đến. Núi Popa là một ngọn núi rất là linh thiêng, nên là được rất nhiều du khách cũng như là các nhà sư tới chiêm bái hàng ngày và hàng tuần luôn. Đây là kiến trúc của núi Popa và các đền thờ trên đấy. Chị đủ quý, chị đủ. Thế cho lê trí trả đi đi. Bà mời nhỏ đồ đi mà, thế cho lê trí trả mà.